kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Việc tuân thủ luật lệ giao thông là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. Tuy nhiên, vẫn còn đó những tình huống đáng tiếc khi người tham gia giao thông thiếu ý thức, thậm chí tông vào cảnh sát giao thông, những người đang làm nhiệm vụ. Hành động này không chỉ phản ánh sự thiếu tôn trọng pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Sáng 18 tháng 1, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin một cán bộ phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh này vừa bị một chiếc xe máy chở hai thanh niên tông bị thương khi đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Trước đó, vào tối 17 tháng 1, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh thì bị một chiếc xe máy chở hai thanh niên tông ngã xuống đường. Theo video được trích xuất từ camera người dân bên đường, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h39 phút ngày 17 tháng 1. Lúc này, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn trên đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Một số nhân chứng cho hay, vào thời điểm trên, xe máy chở hai học sinh cố tình vượt đèn đỏ nên đã tông vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Sau khi tông vào cảnh sát, nam thanh niên mất lái và ngã xuống đường. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cán bộ cảnh sát giao thông bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Được biết, người tông xe vào cảnh sát giao thông là một nam sinh đang học lớp 12 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Thanh niên này chỉ bị xây sát nhẹ sau khi ngã xuống đường. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, qua thăm khám ban đầu, người cảnh sát giao thông chỉ bị chấn thương phần mềm và đang được điều trị, theo dõi. Việc nam sinh tông cảnh sát giao thông không chỉ là vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là hành vi phản cảm, phản văn hóa, cần được lên án và xử lý nghiêm minh. Mỗi cá nhân cần ý thức hơn trong việc chấp hành luật lệ giao thông, coi trọng sự an toàn của mình và người khác, góp phần tạo nên một môi trường giao thông văn minh, an toàn. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trước đó, chiều 13 tháng 1, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án liên quan tài xế xe tải tông vào chốt kiểm tra chạy vào đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết gây ách tắc khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong xác định có dấu hiệu tội phạm chống người thi hành công vụ quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ Luật Hình sự. Lực lượng chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 1 tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Trước đó, khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, tại km 1599+250m quốc lộ 1, tổ tuần tra cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận dừng ô tô tải biển kiểm soát 18H002XX. Sau khi dừng xe, tổ tuần tra thông báo kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn, ma túy và kiểm tra chứng từ hàng hóa thì bất ngờ tài xế không chấp hành, tự ý lên xe bỏ chạy. Tổ tuần tra cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông C08 truy đuổi. Tài xế lái xe tông thẳng vào tổ tuần tra của C08 và tiếp tục chạy trên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết. Đến km 162 đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết thuộc huyện Bắc Bình, Bình Thuận thì tổ tuần tra của C08 dừng được phương tiện. Tài xế ô tô tải cho xe dừng ngang giữa đường, làm ùn tắc trên cao tốc. Bước đầu làm việc với công an, tài xế khai tên Nguyễn Văn Chí, 37 tuổi, trú huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Kiểm tra cồn, ma túy của tài xế này không phát hiện vi phạm. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký công điện số 1300 ngày 5 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Công an, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, các báo đài, báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Công điện nêu rõ, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, dự báo lưu lượng người và phương tiện giao thông sẽ gia tăng mạnh mẽ, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Trước tiên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp.
ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng, vi phạm khi qua đường ngang, chở quá vạch dấu mớ nước an toàn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định. Phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các sở giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết. Chú trọng đối với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định. Chỉ đạo các sở giao thông vận tải và các nhà thầu bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa lũ gây ra, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế. Bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí, phối hợp với các cơ quan liên quan, không để xảy ra ùn tắc tại các trạm thu phí cảng hàng không. Khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại, hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa, không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố, tai nạn giao thông, nhất là thời điểm trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên các tuyến trục chính ra vào nội đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức lễ hội xuân. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là trên đường cao tốc. Thường xuyên cập nhật để thông tin kịp thời về tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết, cũng như cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội. Thông tin về phương án tổ chức, phân luồng giao thông, phương án tổ chức giao thông phục vụ các dự án có sử dụng lòng lề đường, kế hoạch phục vụ vận tải, hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, góp phần giảm lưu lượng giao thông trong khung giờ cao điểm. Kiên trì tuyên truyền nhân dân thực hiện, đã uống rượu bia không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ. Bộ Y tế chỉ đạo các sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc men để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt, nhất là trên tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn, rà soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường do địa phương quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải, tổ chức bán vé tàu, xe trực tiếp cho công nhân, người lao động và sinh viên về quê đón Tết. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phân công người có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn, về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong đó báo cáo nhanh gửi trước 14 giờ hàng ngày, báo cáo tổng hợp của 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn gửi trước 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2 năm 2024. Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia theo dõi đôn đốc việc thực hiện công điện này, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 15 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2024. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.